Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lam News. Trong năm 2023, Galaxy S23 Ultra là sản phẩm hàng đầu của Samsung về độ phổ biến, các thông số kỹ thuật và tính nhận diện thương hiệu. Nhưng Galaxy Z Fold 5 lại xếp trên S23 về giá thành cũng như công nghệ tiên tiến, và đó là chiếc điện thoại đắt nhất mà Samsung đang sản xuất. Mục tiêu của Samsung là biến dòng sản phẩm Z Fold trở thành gương mặt thương hiệu của thiết bị di động. Trên thực tế, CEO của Samsung đã nói rằng doanh số của dòng điện thoại có thể gập sẽ vượt qua dòng sản phẩm S năm 2025. Vì vậy, Samsung sẽ dốc toàn lực với điện thoại gập, và qua mỗi phiên bản họ đã cải tiến thêm nhiều cho dòng Z Fold. Và ngày trước bọn mình đã thấy thông tin nói đề cập rằng Samsung sẽ dùng một loại bản lề mới trên Z Fold 5, do đó màn hình sẽ gập theo kiểu giọt nước mà các hãng Trung Quốc đang sử dụng và sẽ giảm đáng kể nếp nhăn trên màn hình. Tuy nhiên, không giống các hãng Trung Quốc, Samsung đã cải tiến để bản lề này có thể kháng nước, và đó là lý do sau nhiều năm Samsung cuối cùng quyết định sử dụng loại bản lề này. Trong video trước, mình đã giải thích những lợi ích từ việc sử dụng bản lề giọt nước. Đầu tiên, tất nhiên nó giảm thiểu nếp gấp. Thứ hai, nó làm giảm trọng lượng của điện thoại. Thứ ba, nó làm điện thoại mỏng hơn. Và cuối cùng, nó thậm chí còn giảm khoảng trống cho bản lề khi gập điện thoại lại. Vì vậy, Galaxy Z Fold 5 được sử dụng loại bản lề này sẽ mang lại nhiều mong đợi hơn cho chúng ta trong tương lai. Và để tăng độ tin cậy cho thông tin đó, Samsung đã tiết lộ một nguyên mẫu của bản lề mới này thiết kế cho Z Fold 5 tại triển lãm điện tử tiêu dùng, và có thể thấy nó mỏng đáng kể hơn so với Z Fold 4. Nó không mỏng như điện thoại thanh như S23 Ultra, nhưng cũng đã tiệm cận được. Samsung cũng cho biết tại sự kiện rằng họ cũng đã cắt giảm trọng lượng đáng kể. Độ dày và trọng lượng là hai trong số những vấn đề lớn nhất của dòng Z Fold, và có vẻ như Samsung cuối cùng đã giải quyết chúng với Z Fold 5. Nếu Samsung cũng có thể tăng chiều rộng điện thoại thêm một chút để làm màn hình ngoài có thể sử dụng được cùng với nâng cấp về camera, thì Z Fold 5 rất có thể trở thành chiếc điện thoại gập hoàn hảo nhất từng được tạo ra. Tại CES, Samsung đã trình diện một loại bản lề khác có thể xoay 360 độ, nó còn được gọi là Flex In-Out, cho phép bạn gập điện thoại vào trong và ra ngoài cùng một lúc. Sử dụng bản lề này sẽ không cần màn hình ngoài nữa, vì ta có thể gập nó ra ngoài để sử dụng nó như một chiếc điện thoại thông thường. Nhưng mình không nghĩ chúng ta sẽ thấy điều này trên Z Fold 5, vì màn hình khi gập ra ngoài tiếp xúc với môi trường nên nó dễ dàng cháy xước nếu bạn đặt nó trên bàn nếu không cẩn thận. Đó là lý do lớn nhất tại sao các công ty Trung Quốc đã ngừng thực hiện gập màn hình ra ngoài. Vì vậy, cho đến khi họ làm cho màn hình gập bền hơn như màn hình thông thường, thì điều này sẽ không có trên các sản phẩm chủ đạo. Và nếu anh em đang quan tâm đến Samsung Galaxy S23 series mới nhất, có thể tham khảo ngay bên Clickbuy. Hiện đang có chương trình đặt hàng sớm từ ngày 3 tháng 2 đến 18 tháng 2. Khi đặt trước sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn, như phiếu mua hàng lên tới 5 triệu đồng, gói bảo hành rơi vỡ vào nước độc quyền tại Clickbuy, hay giảm 40% khi mua gói Samsung Care. Và đó là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và sub kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin công nghệ mới nhất.